người thôi, sợ gì. Ok. Chị Lan tầm này chấp hết bộ con này. Ờ nó cai được mà. Chỉ có em là cai lỏ thôi. Em cai cũng bình thường, không lỏ lắm. Hên xui. Ờ. Vậy thì em sẽ cố gắng vừa cai vừa nhìn cái lực sọ ở em hiện trong người để em xem nào. Không cần để ý đâu, tự nhiên cái tới khúc cuối game tự nhiên cái em không thấy sợ là biết rồi. Nay chị Lan, nay chị Lan bắt nhanh quá, không kịp giật luôn. Không kịp đấy, nay chị Lan bắt nhanh quá, không kịp đấy. Trời nó nhanh mà. Tại vì nó theo sông chứ bộ. Ai muốn, 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 nó lại còn tự đát vào vùng nước nữa. Đợt nó không chịu được. Nó tự đát vào vùng nước à, thề. Thằng vua thì cai lỗi, thằng vua thì cai lỗi. Một pha tự hủy, tự vua. Ừ, tự hủy mà. Ở đâu đây? Ủa mình đang ở đâu vậy? Công trước cái gì? Nhà máy. Okay. Nó nhà máy hả? Ga tia nhà nhỏ. Ừ, nó nhà máy chị. Ga tia nhà nhỏ nha. Đây là hồi giờ giữa mắt hay sao? Thằng hầu thì chặn cửa thằng hiệp sĩ mà thằng vua thì búng ngang vào nước. Hay cái hòm nó ở nhà lớn á. Tuyệt vời này. Trời ơi, hòm. Ga tia ga giữa mắt. Mọi người cứ đập máy đi kệ. Ga tia giữa mắt. Giữa map tuần này chẳng có ma nào cho nó đâu. Mẹ cái tiền. Tỏ lỗi. Ủa, nó đâu? Nó vẫn đang đi kiếm mình à? Ừ, vẫn đang kiếm á. Đó, thấy bác sĩ rồi kìa. Nên đây cửa có hộp. Ok, cho qua hướng em á nha. Em thấy rồi. Thôi, không kịp được quá. Ây da. Đây, vẫn một sọ này, không có bị lỗi gì. Em bị tối rồi, trời ơi. Tượng hay nha, nhưng tượng này hơi bóp nha. Nhiều cái này là cái tội của mình nhiều quá không tốt này. Xem highlight có 180 phút. Phải lính nữa, khổ thôi. Từ. Nó dùng hôm vậy là chết rồi. Là mất một lượt rồi. Không, có tầm điện là vậy chị, nó búp được mà. Là... Đâu, nó không có bị end, không có bị mất. À, ok. Không mất một lần nào hết ạ. Ơi, không biết chắc nấu mì rồi ạ. Chị ăn xôi em nha, chị ăn xôi nha. Ok. Đánh đi. Ủa, à, nhưng mà không búp được em. Ủa, sao búp được vậy? Có kiên. Thôi, sao đi? Không, thế cũng được. Em để phát đấy, em đang sợ hồi đòn. Ui, choáng đau đấy. Ở đây người đang sợ hồi đòn thì chị nó bị lên đúng không? Tới cùng rồi. Tới cùng chị rồi. Đây à. Tới cùng chuyện rồi. Thôi vậy đi. Sao có một mình thằng này câu vờ nhỉ? Thằng kia đập máy rồi chị. Máy làm gì? Nó chết đến nơi rồi. Trời ơi, em vậy ai trời. Ăn kìa đập máy thiệt. Ủa? Lạ vậy. Mắt đỏ nha. Ủa làm gì vậy? Ừ, đó qua nhà nhỏ, qua nhà nhỏ. Ờ, nó ra chỗ đấy chưa? Ê, mất rồi này, thấy anh ấy. Ôi, không kịp. Ngoài đơ luôn mà. Không kịp. Không mất đỡ, mất đỡ, mất đỡ. Mất oan chai rượu, buồn. Hiêu chị được không em? Hiêu chị đi. Không bắn được thì hiêu chị nè. Không sao, em lên ngồi ghế lâu mọi người thoải mái đi. Ok. Ngồi ghế lâu thoải mái. Mình sao chú yêu vậy? Mặc dù có 5,4 giây ngồi ghế lâu nhưng nó không phải vấn đề gì cả. Ghế lần 2 rồi này. Và bây giờ đứng yên rồi kìa. Chị đang hiêu mà. Không, phải đứng yên. Chắc bị phụ canh rồi. Không sao hết. Anh chỉ cho em ra em dập sọ luôn nha. Được. À đâu lúc đấy thì em có khiên chị. Ui da. Ôi bà Mia đứng yên luôn rồi. Lag à?
Chốt riêng luôn rồi chị ơi. Cái, nhưng mà cũng thắng rồi. Thắng không biết thắng được không? Không có ai cứu em đâu mà thắng. Thì đó. Đây 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 đây, đây rồi, tại hạ đây rồi. Ok. Đây rồi. Ô lan vậy. Ui không được. Ai đi xuống. Ủa nhắc 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 đâu. Dừng dậy đi, nó tele sang đây, nó xách vua nó rồi. Đấy thì em bảo là mọi người dựng em. Rồi xong. Có sọ thôi. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Nó lại đâu rồi? À, một lần một lúc 4 cái găng luôn, vãi chửi. Thấy chị không, thấy chị không, thấy chị không, thấy chị không. Ủa? Ủa? Ui. Ủa gì vậy? Chị đây đây hưu em, thế nè. Chị giống đi nha. Buồn. Chị đây hưu em, trời. Thôi cũng đang té luôn. Thôi nó thua rồi. Hôm nay làm gì nữa? Nãy con Hunter nó không xách lên mà nó lại sang nó tele le nhở? Không hiểu. Ở đây nó xách lên là khi mình thua vì tại vì bên này mà nó có súng chị cũng chưa chắc chị đã xách lên được nữa. Chắc Mia bị găng hay gì rồi. Ờ, Mia chắc bị găng rồi. Ok, không sao. Ok, thắng rồi. Em ở lề đường. Mia tự nhiên Facebook nó gỡ cái ảnh, một cái ảnh, cái đoạn chỉ cáp, cái đoạn biệt thự hả? Hay ai? Trời ơi, em nói em ở lề đường, ra giữa map đi. Có thằng đầu vàng giữa map này. Giết nó, đừng cho nó để... Sao được hả? Ơ? Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Người, một người. Không, anh cho nó đạp được chứ. Trốn một người. Điều. Điều. Nếu được thì ai muốn bị đập pallet? Đúng. Thì đằng nào đã chạy mất máu rồi không? Ơ? Dùng leo phải nói chứ. Để chị đứng dậy còn chúng ta. Rồi chết. Ai chả? Ui dồi ôi, gió mát quá, gió mát quá. À, mát quá. Hơi lâu. Đồng thế, đồng thế. Ui dồi ôi, hít mốc. Hôm nay trời mát thương thương. Anh à, em tưởng là một mình đánh bóng, anh sẽ hiểu được cảm giác đi. Hôm nay trời mát sương sương. Tàu đâm, tàu đâm, tàu đâm. Trời ơi, nó bơm ngu vậy ta. Nó lên tàu rồi. Lên có rồi, gió không vậy? Rồi. Có gió không? Không có. Gió vào tàu được à? Được. Sốc. Nãy giờ đánh được hơi hết rồi. Giữa map bắt rồi. Thôi về cam ghế. Thì cứ cam đi. Không có dấu tay à, có dấu tay. Có dấu tay nè, có đa đa đi cứu. À đâu, tiền đạo đi cứu. Không cứu rồi. Vẫn cứu à. Mình đứng đây cam là lỗ này. Ủa? Em rất nó chỉnh treo. Phụ chị bóp mà. Bóp thằng kia lên. Ông ơi. Phụ chị bóp thằng kia đã. Lấy cái lần 2 cam nốt đi chứ không gì nữa. Thì thằng nào gần trước bóp trước. Bán hộ. Bắt từ đâu đây? Trời ơi. Đẹp. Gì cũng được mà. Rồi.
Ây à, đừng cản trở người phi hành công vụ nha cốc á. Trò này chơi kiểu câu vờ ác nhỉ. Trời ơi mệt quá. Mất dấu thằng thằng forward kìa. Em chan nè. Đi đi mua thuốc. Em chan ở cái xe búa. Thằng forward đi nghĩa lần 2. Mua thuốc. Chị đâu vậy? Chị ai vậy? Ở đâu chứ ở đâu? Đây. Công cụ ấy. Mười hai giờ. Con Nada nó mất dạy với chị nhà nằm. Đừng chơi nữa. Con Nada nó mất dạy với chị. Nó đập, nó xuống cứ xong rồi nói. Rồi chết đi. Em thấy phố rồi nè. Ơ, chị bỏng trốn. Đâu rồi? Rửa má. Chưa đủ tiền mua thuốc thứ hai nữa. Đâu? Đang ở chồi. Em ghế rồi chị. Chà, đang ở giữa mép cầu thang. Đây, hai ba lét. Thế là gì? Thế là cam ghế hay gì như nào đây? Mất người rồi. Ý là đang chạy qua cái xe múa. Nó đang ở đây nè. Nó đang gây xe múa. Ừ, hai đứa kia chạy ra gây xe múa. Ấy ném bơm mù. Mất dấu rồi. Ê, không phải mất dấu mà là chạy xe quá. Trời ơi, nó bơm ngu vậy. Trời, chơi kiểu này, chơi này có chơi được không đây? Được, còn kiểm soát được. Máy sắp xong rồi, không có gì đâu. Phát lại con Ada lắm. Ơ, sao chém gió không qua được đoạn này vậy? Ôi, sao bọn này chạy nhanh thế? Chị mua thuốc rồi. Ơ, trời ơi. Ơ, thua rồi. Ôi trời, thua rồi. Trời ơi, nó bơm ngu quá. Phải thật, chị Tilly sẽ em dí được mày nữa. Cái này hai đứa mà. Hai đứa đang đi với nhau nè. Mà bên này có hai đứa. Chịu à. Chị Tilly quả này em không kêu đồ AD. Thôi chị về đây, thằng Batter gục ở đâu đây? Chỗ AD á. Đó, hướng đó là phù quá đó. Lên tàu rồi. Thấy AD nè. Còn nó ở cổng bên này nè. Chiếc AD à. Cổng bên này vẫn chưa mở được mà. Ghê bát tờ. Ủa,
không về được. Mết về bọn nó sẽ mở ra cửa, mở xong cổng mất tiêu rồi. Trắng cái bài vậy? Giữa map có người này. À có thằng tiền đạo, thằng tiền đạo. À cái gì? Ghê bắt tờ, ghê bắt tờ. Đây, ghê bắt tờ, thằng tiền đạo đây. Chuyên chuyển tồn. Mama. Mỹ nhân, mỹ nhân. Que bắt con này nè, ui gì vậy? Chuyên chuyển tồn. Từ. Bóc, thôi. Nè, đánh nó nè. Đánh ai? Cái này sao mất tiêu đây, rồi? Nó nửa máu, sao không có đây một máu mà. Chị đi rồi hả? Chị không cho em bóp xong luôn, chị đi. Thằng phao quất bên này được một máu, trời ơi. Thằng phao quất bên này một máu mà. Bắt được vẫn thắng. À bắt đi. Nhưng mà không bắt được. Phải. Vì nó đang ở trong, nó đang bên trong cái nghĩa địa mà chị không biết nó đang ở, nó cách chị một cái vòng luôn, em hiểu không? Chị vô ấy. Em ra được nghĩa địa không? Rồi, sang rồi. Đó, nó đang bên trong, nó đang bên trong nghĩa địa, chị đang cắm đường ngoài để nó không có đi ra được cái đó. Em đi vào đường đấy, chị vào đường này. Đứng nó tìm máu nè. Đấy, thì phải từ từ chứ. Rồi, vẫn thắng. Thắng trong cực khổ. Tại vì nó có một máu nó chỉ phải tele qua thì chặn đầu, sợ nó ra cổng mất đấy, hiểu không? Đấy, thiệt. Chiều tele.